bấy giờ trời đế thích bèn ngồi lên voi báu từ cung điện nan thắng đi đến vườn hoa hoa phân đả lợi đầy khắp trong đó lúc đó trời đế thích đến vườn hoa rồi từ voi chúa đi xuống vào trong cung điện nhất thiết bảo tra nghiêm có vô lượng thẻ nữ theo hầu đờn ca múa hát thọ các sự khoái lạc bấy giờ voi chúa lại dùng thần thông ẩn thân voi hiện ra thân trời cùng với trời đế thích và các thể nữ ở trong vườn hoa phân đà lợi vui chơi thân tướng hiện ra ánh sáng y phục tới lui nói cười nhìn ngắm đều giống như chư thiên không khác không thể phân biệt được là voi hoặc là chư thiên voi và chư thiên đều giống nhau Phật tử voi chúa Y La Bát Na đó ở tại núi Kiêm Hiếp trong động bảy báu, chẳng có sự biến hóa đến trên trời tam thập tam vì muốn cúng dường thích đề hoàn nhân mà hóa ra đủ thứ vật vui thích thọ sự khoái lạc của chư thiên với chư thiên không khác, Phật tử đại bồ tát cũng lại như thế, tu tập hạnh nguyện của Bồ Tát phổ hiền và các tam muội dùng các châu báu làm đồ trang nghiêm, bảy bồ đề phần làm thân bồ tát, phóng ra quang minh dùng làm lưới, kiến lập pháp tràng lớn, đánh chung pháp lớn, đại đi làm hang, đại nguyện kiên cố dùng làm y, trí huệ vô úy như sư tử lụa pháp quấn đầu, khai thị bí mật đến được hạnh nguyện bờ bên kia của các Bồ Tát, vì muốn an xứ tòa Bồ Đề, thành tựu nhất thiết chí, đắc được tối tránh giác, tăng trưởng hạnh nguyện phổ hiền rộng lớn, không lùi, không nghỉ, không dứt, không bỏ, đại đi tinh tấn hết thủa vị lai, độ thoát tất cả phiền não chúng sinh, chẳng bỏ đạo phổ hiền hiện thành tối tránh giác hiện bất khả thuyết bất khả thuyết môn thành tránh giác hiện bất khả thuyết bất khả thuyết môn chuyển pháp luân hiện bất khả thuyết bất khả thuyết môn trụ thâm tâm tại bất khả thuyết bất khả thuyết cõi nước rộng lớn hiện môn niết bàn biến hóa tại bất khả thuyết bất khả thuyết thế giới khác nhau mà hiện thọ sinh tu hạnh phổ Hiền hiện bất khả thuyết bất khả thuyết như lai tại bất khả thuyết bất khả thuyết cõi nước rộng lớn ở dưới cội bồ đề thành tối tránh giác, có bất khả thuyết bất khả thuyết chúng bồ tát gần gũi vây quanh hoặc ở trong khoảng một niệm tu hạnh phổ hiền mà thành tránh giác, hoặc trong khoảng sát na, hoặc một thời, một ngày, nửa tháng, một tháng hoặc vô số năm hoặc một kiếp, như vậy cho đến bất khả thuyết bất khả thuyết kiếp tu hạnh phổ hiền mà thành tránh giác.